Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Theo tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết, chuyến bay có người lái đầu tiên tới sao Hỏa sẽ được hãng SpaceX khởi động vào năm 2024 và tới đích sau 2 năm. Elon Musk đưa ra thông điệp trên trong một cuộc phỏng vấn với ông Matthias Döpfner, giám đốc điều hành của công ty truyền thông Đức Axel Springer SE. Phương tiện sẽ thực hiện những chuyến đi tới sao Hỏa là tàu Starship cao 50m được phóng từ trái đất trên đỉnh một tên lửa khổng lồ có tên là Super Heavy. Cả hai thiết bị này sẽ được tái sử dụng đầy đủ và nhanh chóng. Elon Musk cho biết Super Heavy sẽ quay trở lại trái đất và hạ cánh thẳng đứng xuống bãi hạ ngay sau khi cất cánh, trong khi tàu Starship sẽ có thể bay từ quỹ đạo trái đất đến sao Hỏa và quay lại nhiều lần. Quá trình chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành để tận dụng cơ hội phóng đi vào năm 2024, thời điểm vàng này chỉ xuất hiện 26 tháng một lần, chính là lúc sao Hỏa ở gần trái đất nhất trên quỹ đạo, giúp các tàu vũ trụ rút ngắn thời gian bay tới hành tinh đỏ và tiết kiệm nhiên liệu. Cả NASA, Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều phóng tàu tới sao Hỏa vào năm 2024 nhằm tận dụng cơ hội trên. SpaceX đang nỗ lực tìm ra thiết kế hoàn thiện nhất cho tàu Starship thông qua một loạt nguyên mẫu. Mẫu mới nhất, SN8, đang chuẩn bị cho một chuyến bay thử nghiệm lớn. SpaceX hướng đến việc phóng SN8 3 động cơ đến độ cao mục tiêu 15 km. Con số này cao hơn nhiều so với bất kỳ nguyên mẫu Starship nào khác đã bay cho đến nay. 3 biến thể một động cơ, Star Hopper, SN5 và SN6, lần lượt đạt độ cao tối đa khoảng 150m trong các chuyến bay thử nghiệm trước đó, vào mùa hè năm 2019 và tháng 8, tháng 9 năm 2020. Elon Musk cho biết, khi hoàn thiện, tàu Starship sẽ lắp 6 động cơ Raptor mới nhất của SpaceX, trong khi đó, tên lửa Super Heavy lắp khoảng 30 động cơ Raptor để có thể đưa tàu Starship lên quỹ đạo trái đất. Elon Musk từ lâu đã nhấn mạnh rằng mình thành lập hãng SpaceX vào năm 2002, chủ yếu để giúp nhân loại trở thành một chủng loài đa hành tinh, và không giấu giếm mong muốn đã được nhắc tới nhiều lần trước đó là muốn được chết trên sao Hỏa. Theo Elon Musk, con người tương lai cần thiết lập khu định cư vĩnh viễn và tự cung tự cấp trên hành tinh đỏ để đề phòng trái đất trở thành nơi không thể ở được do chiến tranh hạt nhân hoặc va chạm với tiểu hành tinh. Ông dự kiến sẽ đưa được 1 triệu người lên sao Hỏa vào năm 2050. SpaceX cũng đang lên kế hoạch chở khách du lịch không gian bằng tàu Starship vòng quanh mặt trăng vào năm 2023. Trái đất khủng hoảng, con người chạy đua lên sao Hỏa. Chỉ trong tháng 7, đã có 3 quốc gia thực hiện sứ mệnh lên sao Hỏa. Những cuộc khủng hoảng trái đất phải đối mặt đang thúc đẩy con người tìm một hành tinh thay thế. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đã khởi động sứ mệnh lên sao Hỏa ngày 30 tháng 7. Cơ quan này có kế hoạch triển khai thiết bị tự hành mới trị giá 2,7 tỷ USD với kích thước bằng chiếc ô tô trên hành tinh này. Thiết bị có tên gọi Perseverance sẽ di chuyển trên bề mặt đầy hố và đá của sao Hỏa, tại nơi các nhà khoa học tin rằng hàng tỷ năm trước từng là hạ lưu sông, để tìm kiếm bằng chứng về sự sống tại đây. Nhưng đây cũng là nhiệm vụ thứ hai lên sao Hỏa chỉ trong một tuần. Hôm 23 tháng 7, Trung Quốc đã đưa tàu thăm dò Thiên Vấn 1 lên quỹ đạo từ một địa điểm trên đảo Hải Nam. Thiên Vấn 1 sẽ thả một thiết bị tự hành nhỏ để nghiên cứu bề mặt sao Hỏa. Vụ phóng tàu của Trung Quốc diễn ra 4 ngày sau cuộc đột phá lớn đầu tiên của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE. Tàu thăm dò Oman của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được phóng đi từ Nhật Bản và dự kiến đi vào quỹ đạo sao Hỏa vào tháng 2 năm 2021. Mặc dù các nhiệm vụ này, đặc biệt là các nhiệm vụ của Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đánh dấu cột mốc quan trọng của các quốc gia, một số chuyên gia ngờ rằng một cuộc chạy đua vào không gian mới đang diễn ra. Theo John Lansdowne, giáo sư danh dự tại Viện Chính sách Vũ trụ Đại học George Washington nói với ABC News, họ cạnh tranh với nhau vì các nhà khoa học rất cạnh tranh và mọi người đều muốn khám phá trên sao Hỏa của mình là tốt nhất. Tuy nhiên, nhìn ra bối cảnh rộng hơn, thế giới sẽ được lợi từ những sứ mệnh này. Trong nhiều thế kỷ qua, sao Hỏa như một tấm gương trêu ngươi, một hành tinh mà địa chất của nó có thể chứa đựng những bí mật về chính trái đất. Nhưng quá khứ của hành tinh không phải là động lực duy nhất của các nhà khoa học.
Theo ô Zhang Jiuan, người đứng đầu dự án mặt trăng của Trung Quốc cho biết, từ lâu, các nhà khoa học đã hy vọng tìm thấy một thiên thể khác trong hệ mặt trời và biến nó thành trái đất thứ hai để loài người di cư đến đó với số lượng lớn. Hiện tại, nơi duy nhất có khả năng đó là sao Hỏa. Ý tưởng chiếm đất trên sao Hỏa và mặt trăng đã trở nên khả thi hơn nhờ vào sự đầu tư của các tỷ phú như người sáng lập Tesla, ông Elon Musk. Các dự án tư nhân của họ đã giúp làm nóng lại ý tưởng về việc đưa phi hành đoàn lên sao Hỏa và sau đó là nỗ lực biến nơi này thành thế giới phù hợp với môi trường sống của con người sau nhiều thế kỷ nữa. Năm ngoái, Elon Musk thậm chí còn nêu ra ý tưởng tiến hành vụ nổ hạt nhân trên sao Hỏa để tăng nhiệt độ hành tinh này. Việc con người bành trướng trong không gian có thể vẫn chỉ nằm trong lý thuyết và trí tưởng tượng. Tuy nhiên, những người lên kế hoạch làm điều đó ắt hẳn bị thôi thúc bởi cảm giác về mối đe dọa hiện hữu trên trái đất, hành tinh đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu, bùng nổ dân số và cạn kiệt tài nguyên. Những người ủng hộ thám hiểm và chiếm đất ngoài không gian xem đây là những điều cần thiết để bảo tồn loài người. Các nhà triết học chính trị đã bối rối về kiểu xã hội loài người sẽ xuất hiện trong không gian nếu chuyện này thật sự xảy ra. Theo ông Adam Frank, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Rochester, viết, phong trào giải phóng sao Hỏa là một yếu tố chính trong tác phẩm khoa học viễn tưởng. Đầu tiên, con người từ trái đất xây dựng các khu định cư nhỏ trên sao Hỏa. Sau khoảng một thế kỷ, các khu định cư phát triển thành nền văn minh sôi động. Cuối cùng, những người sao Hỏa mới chiến đấu để thoát khỏi ách thống trị của trái đất. Trong những câu chuyện này, không gian đại diện cho cơ hội để tạo ra kiểu xã hội khác hẳn với những gì chúng ta bị ràng buộc trên trái đất. Trong không gian, có lẽ chúng ta có thể tự do hơn. Theo tạp chí Jacobin, việc người có thu nhập trung bình có chỗ trên sao Hỏa hay bất kỳ nơi nào khác trong hệ mặt trời chỉ là điều hư cấu, trừ khi họ được đưa đến đó làm cư dân ban đầu trong điều kiện khắc nghiệt để đặt nền móng cho những người giàu đến sau. Theo nhà khoa học chính trị Daniel Zellner, bành trướng ra không gian không phải là thứ đảm bảo tự do. Ngược lại, nhiều khả năng việc này sẽ tạo ra chế độ chuyên quyền hoàn hảo và sự phụ thuộc hoàn toàn của cá nhân vào tập thể. Những người khác cho rằng các nguồn lực lớn và tham vọng không tưởng dùng trong việc khám phá vũ trụ đáng lẽ nên dùng trong việc giải quyết những thách thức của trái đất như giảm thiểu biến đổi khí hậu và làm cho nền kinh tế thế giới bền vững hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, đến cuối cùng, bước tiến tiếp theo của loài người chính là trở thành một chủng loài liên hành tinh. Loài người cần thiết lập khu định cư vĩnh viễn và tự cung tự cấp trên các hành tinh khác nhằm đề phòng những thảm họa cấp hành tinh biến trái đất trở thành nơi không thể ở được như chiến tranh hạt nhân hoặc va chạm với tiểu hành tinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.